Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 1 tây tháng 11 anh em, 1 tây tháng 11 ha. Rồi trưa nay thì em lên cho anh em tầm khoảng mười mấy lô anh em, mười mấy lô mấy cái cỏ ha. Rồi hôm nay thì còn bao nhiêu lô thì em xả tiếp cho anh em ha, nghe anh em, xả hàng, giá rẻ sập sàn luôn nghe anh em. Rồi hôm nay thì TL23 màu vàng nè, Rubin NB262, Magu, Mitsu TL26, ủa TL23 chứ, Rubin Cốc, Rubin Cổ Ngỗng anh em, rồi Magu nha. Rồi em vô lô đầu tiên anh em, lô đầu tiên là hai con Tanaka 2270 nồng 35 ly anh em. Đây Tanaka 270 nồng 35 ly, chế của nó là xài chế hệ ga ngang le đỏ tự động luôn anh em. Rồi lô này thì lô số 1 anh em, hai cây là 2,2 triệu, 1,1 triệu cây, tay lá dài luôn anh em, đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 1 hai cây 2,2 triệu, Tanaka 270. Lô số 2 là con này là Kawasaki TG33 nha anh em. TG33 ha, con này thì tâm lớn bố cũng lớn luôn, tay lá dài anh em. Con số 2 1,7 triệu, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi con số 3 là con này là con TU anh em, Mitsu TU. TU 26 anh em. Rồi con này thì số 3 1,5 triệu, tay lá dài. Thiếu cái đầu bò em lắp vô cho anh em đầy đủ nha anh em. Con số 3 1,5 triệu, TU 26. Con số 4 này là con TGS 23 anh em. TGS 23 ha, con này còn quá đẹp luôn. Chế của nó là xài chế ga ngang nha anh em. Chế ga ngang luôn. Con số 4 này 900 ngàn, tay lá dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha, hơi lửa ngon lành nha anh em. Hơi lửa ngon lành, đủ đồ cho anh em luôn. Lô số 5. Lô số 5 là hai con Mitsu TL23. TL23 nha anh em, hai cây 2,4 triệu. Tay lái của nó là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ ha, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Lô số 5 là hai cây 2,4 triệu. Mitsu TL23 màu vàng anh em, 1,2 triệu một cây. Rồi lô số 6 là hai con Gobin. Gobin này là Gobin NB262 anh em. Gobin NB262 nồng 34 ly. Rồi lô này thì 800 ngàn một cây, hai cây 1,6 triệu anh em. Hai cây 1,6 triệu. Tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ ha. Rồi lô này thì cái con này thì cái đầu bò nó là đầu bò xoay anh em. Xoay 360 độ luôn ha. Rồi lô số 6 hai cây 1,6 triệu, 800 ngàn cây. Lô số 7 là ba con Magu anh em. Magu này là Magu 23 tum gời ha, Magu 23 tum gời. Rồi lô này thì 850 ngàn cây anh em, ba cây là 2,5 triệu. Rồi thiếu đầu bò thì em lắp cho anh em đầy đủ ha. Lô số 7 này là ba cây 2,5 triệu anh em, 850 ngàn cây. Tay lái lô này là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Rồi lô số 7 3 cây 2,5 triệu, 850 ngàn cây. Gobin NB262 lô này 800 ngàn cây anh em, nồng 34 ly. Mitsu TL23 1,2 triệu một cây. Còn đây là Kawasaki anh em, TGS23 ha, 900 ngàn. TU 1,5 triệu, TG33 là 1,7 triệu. Còn đây là Tanaka 270 anh em, lô này thì 1,1 triệu một cây. Rồi tiếp theo là lô số số 8 anh em. Lô số 8 là lô này là lô Magu ha. Magu này là Magu 26cc anh em. 26cc nồng 34 ly. Lô này thì tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn ha. Tem mát đầy đủ. Đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 8 này là 6 cây là 6,6 triệu anh em. 1,1 triệu một cây ha. 1,1 triệu một cây anh em, Magu 26cc. Lô số 9 là lô này là lô Gilby 23 anh em. Gilby 23 23cc nồng 32 ly. Tay lái của lô này là tay lái dài hết ha. Tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thêm bao đầy đủ anh em. Lô số 9. 5 cây 3,5 triệu, 700 ngàn cây. Gilby 23. Lô số 10 này là Makita anh em. Makita này là Makita 26 ha. Con này là màu vàng quá đẹp anh em ơi. Rồi Makita 26cc nồng 34 ly. Lô này thì tay lái dài hết luôn. 800 ngàn cây, 4 cây là 3,2 triệu anh em. 800 ngàn cây ha, 4 cây 3,2 triệu. Nồng 34 ly, đầu bò chén kẹp đầy đủ. Lô số 10, 4 cây 3,2 triệu anh em, 800 ngàn cây. Lô số 11 là lô này là lô Echo anh em. Echo 230 nè, 235 nè, rồi 235G anh em. Con này nó xài chế hệ 2 kim luôn ha. Rồi lô này thì 3 cây, tay lái của nó là tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em.
Rồi lô này 3 cây 2,7 triệu, 900.000 cây ha, 900.000 cây. Echo 230. Lô số 11. Lô số 12 là lô này là lô Mitsu TL anh em. TL này là TL 23 ha. TL 23. TL 23, TL 231 anh em. Lô này thì 3 con tôm liền. 2 con tôm gầy. Tay lái của lô này thì có 2 cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Lô này 5 cây là 6 triệu anh em, 1 triệu 2 một cây ha, 5 cây 6 triệu. 1 triệu 2 một cây. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 12 5 cây 6 triệu. Lô số 13 là Robin Cốc. Robin Cốc anh em, lô này thì 600.000 một cây ha, 5 cây là 3 triệu anh em. Robin Cốc lô số 13. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì đầy đủ hết ha. Lô số 13 5 cây 3 triệu anh em, Robin Cốc ha. Robin Cốc quá đẹp luôn. Đỏ ao anh em, lô này đỏ ao luôn ha. Đây lô này 600.000 một cây anh em, Robin Cốc ha. 600.000 cây. Còn đây là lô Mitsu TL 23 231 anh em. Lô này 1 triệu 2 một cây ha. Còn đây là Echo Kiwis 230 235. Lô này 900.000 cây. Robin cổ ngỗng anh em, Robin cổ ngỗng lô này 800.000 cây ha. Ryobi 23. Ryobi 23 thì lô này là 700.000 anh em, 700.000 cây. Magu 26cc đồng battery 1 triệu 1 một cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 14 anh em. Lô số 14 là 2 cây Magu 23. Đây 2 cây Magu 23 anh em, 23cc đồng 32 ly. Cái áo nó hơi xấu xấu một tí thì em bán giá rẻ cho anh em ha. Lô này 750.000 cây anh em, 2 cây 1 triệu rưỡi. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn, tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp em bao đầy đủ anh em. Lô số 14, 2 cây 1 triệu rưỡi. Lô số 15. Lô số 15 anh em, Magu 20 anh em, Magu 20. Magu 20 5 cây 3 triệu rưỡi anh em, 700.000 cây. 5 cây 3 triệu rưỡi, lô số 15. Rồi tay lái là tay lái dài hết cho anh em luôn, đầu bò chỉnh kẹp đầy đủ anh em. Lô số 15 5 cây 3 triệu rưỡi. Đây lô số 15 anh em, Magu 20 tôm gầy. Lô số 16 là Magu 23 anh em. Magu 23 ha, lô này 23 24cc luôn. Rồi lô này 800.000 cây anh em, 6 cây 4 triệu 8. Tay lái thì có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp hơi lửa ngon lành hết nha anh em. Lô số 16, 6 cây 4 triệu 8. Lô số 17, lô này là lô Magu 23 anh em. Magu 23 màu xanh á. Màu xanh này bao đẹp luôn anh em. Magu 23. Tay lái là tay lái dài hết ha. Rồi đầu bò chén kẹp thì em bao đầy đủ anh em. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Lô số 17, 6 cây 5 triệu 4. 6 cây 5 triệu 4 anh em, Magu 23. Lô số 18, lô này là lô short anh em, short 230. Xin đi qua short 230, 1 triệu 1 cây, 2 cây là 2 triệu 2 anh em. Tay lái dài luôn ha, tem mát thì đầy đủ cho anh em luôn. Đầu bò chén kẹp bao đẹp. Lô số 18 anh em. 2 cây 1, 2 cây là 2 triệu 2. Xin đi qua short mặt giật trợ lực, 1 triệu 1 một cây anh em, 2 cây là 2 triệu 2. Magu 23 900.000 một cây anh em. Magu 23 lô này thì 800.000 một cây ha. Còn đây là Magu 20 lô này 700.000. Này là Magu 23 tôm gầy anh em, 750.000. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.